Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Kính thưa quý vị khán giả, vào sáng ngày hôm qua, cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp tính từ đầu năm đến nay đang quét qua và tàn phá đảo Hải Nam cùng các tỉnh thành khác của nước này, gây ra một cảnh tượng hoang tàn đổ nát khi cơn bão đi qua đã và đang tiếp tục làm thiệt mạng hơn 130 người cùng thiệt hại vô số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tải quân sự đã bị thổi bay, khiến hàng trăm binh sĩ tại đây thiệt mạng. Dư luận cho rằng coi như là ông trời đang giúp các nước mà Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công như Đài Loan, Việt Nam tiêu diệt khí tài, quân tư trang của nước này. Vậy diễn biến của siêu bão số 6 diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả lắng nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật, lúc 1 giờ sáng của phía Hải quân Mỹ, cơn bão Nessat đã đạt trạng thái siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt 220 km/h, gió giật mạnh 269 km/h. Bão di chuyển rất nhanh với tốc độ 10 km/h theo hướng Tây Bắc. Như vậy, tính đến 1 giờ sáng ngày hôm nay, siêu bão số 6 trở thành siêu bão cấp 4 theo thang đo có bão của phương Tây. Các chuyên gia thời tiết EN Weather nhận định rằng Nessat là cơn bão mạnh nhất trong năm 2022 tại khu vực Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hiệp Hoa Kỳ, vào thời điểm sáng ngày 17 tháng 10 vừa qua, sức mạnh của bão số 6 tương đương với siêu bão cấp 5, thực hành gió bão phương Tây, cơn bão đó đã trở lại tương đương với siêu bão cấp 4 và bắt đầu quay ngược trở lại siêu bão cấp 5. Theo các chuyên gia nhận định và một cơn bão lớn, hiện các nhà khí tượng của Weather cảnh báo rằng cơn bão mạnh này có thể mang đến những tác động nguy hiểm trong miền đông Trung Quốc. Cơn bão số 6 được đặt tên theo phía Philippines, sau đó đi vào khu vực cơ quan quản lý dịch vụ khí quyển địa vật lý và thiên văn Philippines theo dõi. Cơn bão bắt đầu tấn công Philippines vào cuối ngày hôm qua khi các dải mây mưa bên ngoài tiếp đến. Theo các nhà chức trách cho hay, bão số 6 được dự báo sẽ hướng về Trung Quốc và quét qua miền Nam Trung Quốc vào giữa tuần này. Và đúng vào lúc 2 giờ sáng hôm nay, siêu bão số 6 với sức gió cấp 5 tương đương gần 271 km/h, mạnh nhất trong vòng 12 năm qua, đã quét qua đảo Hải Nam, Phúc Kiến và đang nhấn chìm thành phố Tam Á Hạ Môn ở hai khu vực này. Bão lớn gây lũ lụt khiến cho hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và di rời đến nơi cao hơn để trú ẩn. Nhà chính sách địa phương vẫn liên tiếp nhận được những cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu trợ giúp. Chính quyền đảo Hải Nam đã liên lạc với một số lãnh đạo các tỉnh như Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện cho tàu bè của Trung Quốc tạm thời vào cảng trú ngụ. Theo thông tin từ Công an phòng chống lụt bão của chính quyền Trung Quốc, thành phố Tam Á và Hạ Môn là hai nơi được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 1.000 người đã được giải cứu, số máy khẩn cấp tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi chờ cứu hộ và con số chắc chắn còn tăng. Giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Trung ương cho biết, chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch ứng phó trên diện rộng và công tác khắc phục hậu quả thảm họa này có thể mất nhiều tháng. Chủ tịch đảo Hải Nam và thành phố Hạ Môn Phúc Kiến cho hay, trận bão là một tin xấu và ngày càng số thêm. Chúng tôi đo được lượng mưa những ngày qua không phải bằng in mà bằng feet. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc, cơn bão số 6 gây ra lũ lụt thảm khốc ở đảo Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh thành khác như Chiết Giang, Giang Đông và tình trạng nhiều khả năng sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Hệ thống đường dây cứu hộ khẩn cấp của các thành phố bị ảnh hưởng trở nên quá tải kể từ thời điểm cơn bão đổ bộ. Đừng gọi 911 nếu bạn không ở vào tình thế sống còn. Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên hoảng loạn, ông Lâm Biu Biu nhấn mạnh. Chính quyền Trung Quốc đồng thời yêu cầu người dân không nên trốn trên các xếp mà hãy leo lên mái nhà, có những người chui vào các xếp để tránh lũ. Đừng làm như thế trừ khi bạn có rìu hay vật dụng gì đó trong tay để phá mái nhà và leo lên trên. Đây có lẽ là cơn bão mạnh nhất mà Trung Quốc phải hứng chịu trong vòng 12 năm qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đảo Hải Nam trong hơn 50 năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký ban hành tuyên bố thảm họa quốc gia cho hai khu vực Hải Nam và Phúc Kiến. Theo một số thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm qua, siêu bão số 6 đã làm thiệt mạng hơn 130 người cùng với số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê đo đếm hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của siêu bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tải quân sự đã bị thổi bay, khiến cho khoảng 200 binh sĩ tại đây thiệt mạng.
Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1970. Theo dự đoán, tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ nhân dân tệ. Tất cả chuyến bay đến và đi đã bị hủy tại sân bay thành phố Tam Á Hạ Môn, Kinh Môn nằm trên Hải Nam và Phúc Kiến. Khi mưa và gió từ cơn bão bắt đầu ập xuống khu vực trên, mức độ ảnh hưởng mà cơn bão số 6 có thể gây ra cuối cùng đối với miền Đông Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào thời điểm cơn bão kéo về phía Bắc bởi một hệ thống bão phi nhiệt đới ở phía Đông Nhật Bản vào cuối tuần này. Lượng mưa được dự báo sẽ lên tới 200-300mm với hoàn lưu sau bão. Điều này có thể dẫn đến lũ quét, mối đe dọa lở đất trên toàn khu vực, trên toàn bộ phần còn lại. Miền Đông Trung Quốc dự kiến sẽ có mưa 190mm đến 250mm và hơn nữa, gió mạnh có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực miền Đông Trung Quốc, thậm chí còn gây ra mất điện trên diện rộng. Siêu bão mà ông trời nhắm vào Trung Quốc giống như một lời cảnh báo nữa cho giới lãnh đạo diều hâu của nước này phải nhìn lại mình ăn năn thức tỉnh trước khi quá muộn. Kính thưa quý vị khán giả, vào ngày hôm qua, đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 7,9 độ Richter theo mưa, bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Cụ thể, theo tờ báo CCTV sáng nay đưa tin, trong 2 ngày vừa qua, hai huyện thuộc thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter và 3,2 độ Richter. Hai trận động đất vào ngày hôm qua đã khiến 4 người chết do bị đá văng trúng người và 41 người bị thương. 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố Nha An ghi nhận 4 người thiệt mạng và 41 người bị thương do động đất tại huyện Lưu Sơn và Bảo Hân, có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết, tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng có 4 người thiệt mạng, 30 người bị thương, huyện Lương Sơn có 11 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, có 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Trước đó, vào sáng ngày hôm qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc đưa tin vào lúc 7 giờ 48 phút, huyện Lưu Sơn tiếp tục xảy ra trận động đất với cường độ 3,2 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc và 102,91 độ Kinh Đông, tiêu chấn sâu 18 km. Chuyên gia nhận định rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn là di chấn của trận động đất 7,0 độ Richter vào năm 2013. Trước đó, vào lúc 5 giờ chiều của ngày, huyện Lưu Sơn cũng xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,37 độ Vĩ Bắc, 102,94 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu chấn tiêu 18 km. Trong cuộc họp báo về trận động đất vào sáng nay, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn là dư chấn của trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2013, hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau động đất. Trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào hôm qua đã làm hư hại nhà cửa của một số thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lưu Sơn và Bảo Hưng. Sihuanet cho biết vào tối cùng ngày, văn phòng thành ủy Nha An cho hay cả 4 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng tải trên Internet, người dân ở huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu đất bằng phẳng để tránh động đất. Khi đó, đá trên núi không ngừng lăn xuống, một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lưu Sơn đã bị nứt, một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng đại lục. Từ 2 ngày qua, các chủ đề liên quan đến đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu Điện lực Tứ Xuyên công bố, tính đến 9 giờ tối 2 ngày trước đó, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn đã khiến một trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp 35 kV, đường dây 110 kV, 4 đường dây 35 kV và 43 đường dây 10 kV ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân đang mất điện. Sau trận động đất, tất cả các chuyến tàu tại ga xe lửa Đông Thành Đô đã tạm ngừng hoạt động. Kính thưa quý vị khán giả, vào ngày hôm qua, đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc khi những trận mưa xối xả ở Nisa gây ra thảm họa. 7 con đường sụp đổ ở Keelung, Thác Nehu, Hugini điên cuồng cuốn trôi những chiếc xe ô tô đang đậu bên đường. Bão Nisat và gió mùa đông bắc đã cùng tồn tại. 2 ngày qua, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều quận và thành phố ở phía đông nam Trung Quốc, bao gồm lũ lụt ở làng Kishuan và các khu vực khác ở Jilan. Sự cố sập đường thứ 7 ở Đài Loan và đường
Shen Chohang ở Thai Kira bị sụp đổ trên diện rộng. Ngay tại quận Shinji, Đài Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn làm nước mưa tràn vào nhà dân. Shinji, thành phố Tân Đài Bắc trở thành khu vực thảm họa và xảy ra sạt lở đất trong biệt thự Era Villa. Những ngôi nhà bị hư hại và một số cư dân đã phải sơ tán. Nền của đường Hua Sim 1, quận Kwidu, thành phố Keelung liên tục bị sạt lở và khu vực sụp đổ có khả năng sẽ mở rộng. 7 con đường Keelung sụp đổ. Bão Nisat tiếp tục mưa, đường Hua Sim 1, quận Kwidu, thành phố Keelung bị sạt lở và sỏi đổ vào sáng nay. Và có khả năng vùng bị sạt lở sẽ tiếp tục được mở rộng. Đường nhựa ngày càng mềm hơn nên đường vẫn lún sụt. Hơn 10 hộ gia đình sống tại đây vẫn đang bị mắc kẹt. Ủy viên Hội đồng thành phố Keelung Jang Kheng-gui cho biết, khu vực đường Hua Sim bị sập rộng khoảng 10m và sâu 20m do mưa lớn liên tục nên những tảng đá rơi dưới đường tiếp tục sụt xuống. 30m xung quanh có thể sẽ sập bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng chính quyền thành phố có thể nhanh chóng giải quyết, ngăn chặn sự sụt lún lan rộng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!